Mít chị chào tất cả quý các bạn chị và các bạn nha. Chào mừng tất cả mọi người trở lại với kênh của Mít Tài nha. Thì cái chủ đề hôm nay mình thấy cũng khá là thú vị. Vì ngày xưa thì mình cũng rất là tò mò, cực kỳ tò mò là tìm hiểu là không biết là một lô đất, không biết là có diện tích tối thiểu bao nhiêu thì mình được tách ra một cái sổ đỏ. Có lúc mình ra Hà Nội hoặc là xuống thành phố Hồ Chí Minh, mình thấy là tại sao lại có những căn nhà rất là nhỏ, chỉ có là hơn 30 mét vuông một chút, vẫn có sổ đỏ đàng hoàng ha. Mình nói thế là nhưng mà trên khu vực mình tại sao lại cái diện tích, những cái diện tích nhỏ như thế lại hầu như không thấy. Thì cũng tò mò đi tìm hiểu thì sự thì cái việc mà diện tích tối thiểu để mà cấp một cái sổ đỏ thì nó phụ thuộc, gọi là nó tùy vào từng cái khu vực và tùy vào cái chính sách ở từng khu vực nó khác nhau đấy. Ví dụ như ở những cái thành phố lớn như là thành phố Hồ Chí Minh, thủ đô Hà Nội chẳng hạn đó, thì đó là những cái thành phố lớn thì cái việc mà diện tích, để có một cái diện tích mà xây một căn nhà có thể là nó sẽ nhỏ hơn so với những cái khu vực tỉnh đấy, cho nên là họ sẽ cũng tùy thuộc, gọi là tùy thuộc vào từng cái khu vực đó ha. Thì mình lấy ví dụ ha, mình lấy ví dụ ở khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì căn cứ vào cái quyết định 60/2017/QĐ-UBND đó, tức là quyết định 60/2017 của ủy ban nhân dân thành phố ha. Cái việc tách thửa đối với đất ở đấy, thứ nhất là khu vực thì nó sẽ chia ra làm ba cái khu vực chính. Khu vực 1 đó là bao gồm các quận 1, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 8, quận 10, quận 11, quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận, quận Tân Bình, quận Tân Phú. Thì cái diện tích tối thiểu là 36 m² và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 3 m, tức là lớn hơn 3 m ha, thì cái diện tích tối thiểu phải là 36 m² đó. Còn ở khu vực 2 thì nó bao gồm các quận, đó là quận 2, quận 7, quận 9, quận 12, quận Bình Tân, quận Thủ Đức và thị trấn các huyện đó. Và thị trấn các huyện thì tối thiểu phải là 50 m² và chiều rộng mặt tiền thửa đất nó không nhỏ hơn 4 m. Khu vực 3 đó là bao gồm huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ, ngoài trừ thị trấn, tối thiểu phải là 80 m² và chiều rộng mặt tiền thửa đất nó không nhỏ hơn 5 m đấy. Thì ở đây là gọi là cái quy định chung ha. Sao nó cứ mờ thế này nhỉ? Ok, sorry cả nhà nhé. Cái điện thoại Sony là nó có một chế độ gọi là chế độ lấy nét tự động, cho nên là khi mà mình ngồi mình nói chuyện thế này, nó sẽ tự động lấy nét. Và trong quá trình lấy nét thì nó sẽ bị mờ ha. Rồi ok, không sao. Thì ở đây là cái gọi là cái quy định chung. Thì ngoài cái quy định chung này thì cũng sẽ có một số những cái trường hợp đặc biệt. Thì mình cũng có tham vấn chị luật sư, thì chị có chia sẻ là ví dụ như ở các cái khu vực như là quận 1, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6 ha, thì tại khu vực 1 thì họ quy định nó là tối thiểu là 36 m² và chiều rộng mặt tiền thửa đất là không nhỏ hơn 3 m. Nhưng ví dụ nếu như mà cái căn nhà đó mà xây dựng ví dụ như khoảng 30 hoặc là 32 m² chẳng hạn, khoảng 30 m ha, mình lấy là ví dụ như 30 m hoặc là 32 ha, bởi vì thường thường là 48 thì họ xây hết là khoảng 32 m² đó. Thì có những cái trường hợp đó là được xếp vào những cái trường hợp đặc biệt. Thì dựa vào những cái trường hợp đó thì khi mà đã cất nhà lên thì cái việc là ví dụ như là cái căn nhà đó mà xây trước, gọi là xây trước khi cái quyết định này có hiệu lực, thì Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ có gọi là xem xét ha,
xem xét những cái trường hợp đặc biệt đó để mà cấp sổ cho người dân. Đấy, thì nói chung là đây là cái quy định chung. Đấy, còn có những cái trường hợp đặc biệt khác thì gọi là căn cứ vào nhiều yếu tố khác nhau để một ủy ban nhân có thể là cấp sổ cho người dân. À, thì đó là khu vực ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì ở đây thì có quyết định của ủy ban nhân dân sẽ là như thế ha. Thì mình sẽ lấy một cái ví dụ là ví dụ như trực thuộc tỉnh ha. Ví dụ như tại khu vực mà ủy ban nhân dân tỉnh Long An hiện tại mình đang sinh sống, thì ở đây thì họ sẽ căn cứ vào một số những cái hạng mục. Nói chung thì cái này là cái quyết định là do của ủy ban nhân dân, cho nên là mỗi tỉnh là sẽ có những cái gọi là cái đỉnh mức nó riêng ha, nó không giống nhau. Đấy, ví dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh thì cái mức tối thiểu đó là 36 m², thì mọi người có thể là tách ra được một cái sổ ha. Nhưng mà ví dụ như tại khu vực Long An mình sẽ chia sẻ đến với cả nhà xem này là ở đây nó sẽ như thế nào nhá. Thứ nhất là căn cứ vào quyết định 66/2018, quyết định của ủy ban nhân dân tại tỉnh Long An ha, đối với đất ở đô thị các phường và thị trấn thì lô đất xây dựng nhà kế tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới lớn hơn 20 m, sau khi tách thửa và trừ đi trị giới xây dựng thì thửa đất mới hình thành thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu về diện tích kích thước tối thiểu như sau: diện tích lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 45 m², trong đó bề rộng lô đất xây dựng là tối thiểu là phải 5 m, chiều sâu lô đất xây dựng phải là tối thiểu là 5 m. Lô đất xây dựng nhà ở mà tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới nhỏ hơn 20 m, sau khi tách thửa và trừ đi trị giới xây dựng thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu về diện tích kích thước tối thiểu như sau: đó là bề rộng lô đất, diện tích của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 36 m², trong đó là bề rộng của lô đất xây dựng nhà tối thiểu là 4 m và chiều sâu của lô đất xây dựng tối thiểu là 4 m. Thì ở những cái khu vực mà cái gọi là họ căn cứ vào cái lộ giới ha, cái lộ giới đường ví dụ như nó nhỏ hơn 20 m thì cái việc mà diện tích xây dựng đó sau khi mà trừ đi cái lộ giới đường ha, thì nó sẽ rơi vào là 36 m² và bề ngang và chiều sâu tối thiểu phải là 4 m. Đấy, đối với những lô đất xây dựng nhà ở tiếp giáp với đường giao thông nhưng chưa quy định lộ giới, sau khi tách thửa thì diện tích đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu về diện tích kích thước như sau: đó là diện tích của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 80 m², trong đó là bề rộng của lô đất xây dựng tối thiểu là 4 m và chiều sâu lô đất xây dựng tối thiểu là 15 m. Đó, đối với đất ở nông thôn ở các xã ha, thì cũng là quy định nếu mà đường giao thông lộ giới lớn hơn 20 m thì diện tích của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 100 m, trong đó bề rộng của lô đất xây dựng tối thiểu là 5 m và chiều sâu là 15 m. Nếu mà lô đất xây dựng tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới nhỏ hơn 20 m thì diện tích của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 80 m² và trong đó là bề rộng xây dựng tối thiểu là 4 m và chiều sâu xây dựng tối thiểu là 15 m. Đối với những lô đất xây dựng nhà ở tiếp giáp với đường giao thông nhưng chưa rõ quy định lộ giới thì sau khi tách thửa, diện tích tách thửa mới hình thành và thửa đất còn lại phải đảm bảo đồng thời các yêu cầu về diện tích và kích thước tối thiểu như sau: đó là diện tích lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là phải 100 m², trong đó bề rộng của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 4 m và chiều sâu của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 20 m. Đó, thì ở đây là cái quy định mà của ủy ban nhân dân, quyết định ủy ban nhân dân của tỉnh Long An ha, thì nó khác hơn rất nhiều so với là ở thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, và thậm chí ở Hà Nội ha,
Ở Hà Nội thì cái diện tích tối thiểu mà ở trong thành phố thì nó chỉ ra vào khoảng 30 mét vuông, rất là nhỏ. Đấy, một cái ngôi nhà chỉ có 30 mét vuông à, và thậm chí là họ cất lên được mấy lầu trong đó cũng được đó, ha. Thì đó là nằm ngay ở trong những cái thủ đô hoặc là thành phố lớn thì cái diện tích của nó được quy định tối thiểu thì nó sẽ nhỏ rất là nhiều đó. Bởi vì cái mật độ dân số ở trong thành phố nó nhiều hơn, rất là nó dày đặc hơn so với là các cái vùng lân cận đó. Cho nên là cái quy định này họ cũng căn cứ vào cái quy hoạch đó, rồi căn cứ vào rất là nhiều cái, cực kỳ nhiều cái liên quan đến cái vấn đề này. Thì cái việc mà quy định về diện tích tối thiểu để mà tách thửa ở từng khu vực như thế này thì nó sẽ thay đổi nha, nó sẽ là thường xuyên được thay đổi và sẽ được cập nhật. Thì mọi người muốn cập nhật những cái thông tin về khu vực hiện tại mà mình đang sống thì có thể đó là vào cái trang là luatvietnam.vn ha. Ở trên đó thì cập nhật rất là nhiều những cái văn bản luật ở trên đó, về luật đất đai cũng như là nói chung là khá là nhiều. Trên cái website luatvietnam.vn ở trên đó họ cập nhật khá là nhiều những cái tin tức và rất là mới, có những cái thông tư hay những quyết định hay những cái bộ luật nào mới thì sẽ được update trên cái website này rất là nhanh. Mình thấy rất là tuyệt vời khi mà người dân của mình muốn tìm hiểu một chút về luật thì có những cái trang thông tin như này, họ cập nhật cho mình những cái tin tức rất là chính xác và nhanh chóng như thế thì phải nói rất là tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời đúng không ạ? Đó. Và nói thêm một chút ha, là hiện tại ví dụ như khái khu vực Đức Hòa, khu vực Long An hiện tại mình đang sinh sống ở khu vực nơi đây thì mình thấy là ở đây mặc dù là tại khu vực nơi đây là xã và nó cũng không phải là thị trấn đấy, nhưng mà diện tích tối thiểu ở đây ha, ở đây mình xem lại một chút về cái khu vực Long An này, đó là cái khu vực này là diện tích phải là tối thiểu là 80 mét vuông và bề rộng của lô đất xây dựng tối thiểu là 4 mét và chiều sâu của lô đất xây dựng tối thiểu là 15 mét. Nhưng có những khu dân cư thì họ chỉ phân với một cái diện tích khá là khiêm tốn đấy, đó là nó chỉ rơi vào khoảng là 4 x 12 là khoảng 48 mét vuông ha. Đấy, nó không đúng với cái gọi là cái quyết định chung của Ủy ban nhân dân. Nhưng có một cái lý do, đó là do là những cái khu dân cư đó là thuộc trong một cái dự án mà cái dự án này thì được xếp vào gọi là khu đô thị. Đấy, khu dân cư khu đô thị, cho nên là cái diện tích nó tối thiểu nó sẽ được áp dụng vào đúng với là cái khu vực là thị trấn ha, thị trấn hoặc là thành phố đó. Cho nên là có nhiều người cứ băn khoăn là nói tại sao cái khu vực này là thuộc xã và cũng chẳng phải là thị trấn, nhưng mà những cái dự án đó lại được phân ra những cái lô nó nhỏ như thế. Đấy, thì đó là một số những cái lý do. Đấy, mình nghĩ là lý do là ở trong cái dự án đó họ xin cái dự án đó và được phê duyệt quy hoạch 1/500, nó là cái quy hoạch đó ở trong tương lai nó sẽ là lên thị trấn. Đấy, cho nên là cái diện tích tối thiểu của nó sẽ được giảm xuống ha, và chủ đầu tư sẽ phân ra từng cái lô đó. Đấy, thì đó là cái cách nghĩ riêng của riêng Minh Tài ha. Thì nếu mà mọi người có những ý kiến cũng như là có những đóng góp nào có thể là comment dưới video để chúng ta cùng nhau thảo luận, để chúng ta cùng nhau trau dồi thêm về cái mảng và những cái kiến thức liên quan đến bất động sản nha. Và mọi người cũng đừng quên like và đăng ký kênh để nhận video mới mỗi ngày từ Minh Tài nha. Và ngày thì có những cái thông tin hữu ích cũng như là những cái kinh nghiệm mình học hỏi được từ những người trước cũng như là những cái kinh nghiệm mình đã từng trải thì mình sẽ chia sẻ trên cái kênh này đó. Và một lần nữa thì rất là cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Minh Tài Hành trong một thời gian qua. Và
chúc mọi người có một ngày thật là nhiều niềm vui, tràn đầy năng lượng nha. Bye nha.